Trong trận giao hữu giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, Kai Havertz đã tỏa sáng với một bàn thắng và sự thay đổi vị trí đáng chú ý. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã giải thích quyết định của mình trước trận đấu tại sân Olympiastadion Berlin vào tối ngày 18 tháng 11. Havertz, một trong những cầu thủ xuất sắc, đã chơi ở vị trí mới và đó là một lựa chọn tốt. Trong vai trò mới, Havertz đã kết hợp tốt với Jonathan Tah, Antonio Rudiger và Benjamin Henrik, tạo thành một hàng thủ đáng sợ phía trước thủ môn Kevin Trapp. Giữa sân, Joshua Kimmich và Ilkay Gundogan đã tạo nên sự kết hợp đáng kể. Trên hàng công, Leroy Sane và Florian Wirtz đã đá sau bộ đôi Julian Brandt và Niklas Füllkrug. Trận đấu đã thấy Havertz chơi suốt 90 phút, chạm bóng 64 lần, ghi bàn vào phút thứ 5 sau đường truyền của Benjamin Henrik. Tuy nhiên, phần còn lại của Havertz trong trận đấu không tạo nhiều dấu ấn và anh thậm chí đã để bóng chạm tay trong một tình huống và đã được áp dụng và Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng quả đá phạt đền. Tuy Trapp đã đoán đúng hướng và thậm chí chạm vào bóng nhưng anh không thể cứu thua. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi hai bàn trong hiệp 1 với các pha lập công của Fethi Cadioglu và Can Ayhan.